Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm nữa là trường kỳ gỗ hương đá. Gỗ hương đá này thì được nhập khẩu từ Nam Phi, có cái sắc vân rất là đẹp mà vân là vân tự nhiên. Các bạn đang xem đây là chúng tôi mới lót nước một sơn PU mà vân nó đã đẹp như này rồi. Thì trường kỳ này là trường kỳ đại tích Tam Quốc. Chúng tôi làm với kích thước là 2m17, chiều sâu 57 và chiều cao 83. Theo số đẹp trong thước phong thủy lỗ ban. Toàn bộ chúng tôi phần mặt chúng tôi chọn vân. Phần mặt chúng tôi làm ván dày 3 phân. Phần vách tựa chạm tích Tam Quốc là chúng tôi làm dày 4 phân. Và chiều dài là 2m17. Phần mặt đã được chúng tôi lựa gỗ lựa vân rất là đẹp. Vân loang da báo và hai chiếc ghế dài đều như nhau. Bộ này là bộ gồm có 3 món, hai ghế dài, một bàn. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái bộ trường kỳ gỗ hương, gỗ gụ, phúc thọ và cũng như là trường kỳ Huế Ngũ Lân, trường kỳ Huế Tam Quốc. Trường kỳ Huế Ngũ Lân Vân Cầu rất nhiều. Trường kỳ gỗ gõ đỏ. Quý khách ưng mẫu trường kỳ gỗ hương đá như này, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi luôn là một đơn vị đi đầu về cái sản xuất dòng trường kỳ gỗ hương đá này, hàng trộn vân rất là đẹp. Như các bạn đã xem thì trước đây chúng tôi làm rất nhiều các cái bộ bàn ghế trường kỳ bằng gỗ gụ. Gỗ gụ Lào, gỗ gụ ta. Gần đây chúng tôi chuyển sang làm gỗ hương đá và gỗ gõ đỏ. Trong mấy năm trước thì chúng tôi cũng có làm những bộ bàn ghế trường kỳ gỗ mun hoa, gỗ mun đắt tiền nhất hiện nay thì giá thành nó rất là cao. Gỗ hương đá này đặc điểm của nó là vân đẹp và chất gỗ nặng, bền. Khi vào hoàn thiện thì màu nó rất là sáng và đẹp. Dành cho những người ưa màu sáng. Nên chọn gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Toàn bộ vách này chúng tôi đục tích Tam Quốc. Tích Tam Quốc diễn nghĩa. Thường thì các cái bộ trường kỳ mà đục tích thì giá thành nó sẽ cao hơn các cái bộ trường kỳ chúng tôi đục cảnh, đục lòng chảo. Đây là bộ bàn ghế trường kỳ gỗ hương đá gồm có 3 món, hai ghế dài và một bàn, được chọn vân chọn gỗ rất là đẹp. Và đây là chiếc bàn của bộ bàn ghế trường kỳ. Phần yếm chúng tôi cũng đục tích. Và bên dưới thì chúng tôi có làm một thang để chân. Và bên trên phần mặt đây thì chúng tôi làm với tích là tích sen cò. Tái hiện lại cái cảnh tôm cua, quả cá. Và giữa là chúng tôi có đục hoa sen. Những người thợ thì hay gọi là tích sen cò. Ván mặt thì chúng tôi làm dày 2 phân. Và ván mặt của ghế là chúng tôi làm dày 3 phân. Đây là cái lối làm trường kỷ của làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái bộ trường kỷ bằng gỗ hương đá đẹp nhất và kích thước khủng được phát tại kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube. Hoặc quý khách có thể gửi về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách. Bên cạnh trường kỳ thì chúng tôi đang sản xuất rất là nhiều các cái bộ bàn ghế minh đào, minh tần và âu á hộp, nghê bảo đỉnh và kệ tivi rất nhiều. Quý khách hãy vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm mà chúng tôi sản xuất. Chúng tôi cập nhật liên tục trên YouTube các cái video về đồ gỗ, đồ thờ cúng.
đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ. Và để làm được một bộ bàn ghế trọn vân như này thì người thợ của chúng tôi mất rất là nhiều công tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Và chúng tôi luôn ra mẫu mới, cải tiến mẫu để các cơ sở khác không bắt kịp. Toàn bộ đây là mặt liền, không phải là mặt ghép. Và vân là vân tự nhiên. Và kích thước là dài 2m17, sâu 57 và cao 83 để cho khách hàng biết được cái không gian phòng khách của mình kê sao cho phù hợp. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái sắc vân của chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Hiện nay đang là thịnh hành trên cái thị trường đồ gỗ online về cái dòng sản phẩm gỗ hương đá. Quý khách muốn làm bộ bàn ghế trường kế như này, quý khách hãy chụp màn hình lại, gửi qua Zalo 0986 883349, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể. Và cảm ơn quý khách đã xem video, quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất.